Thầy có thật là đấng phải đến không? Kính thưa cộng đoàn, ông Gioan Tẩy giả sai hai môn đệ đến gặp Chúa Giêsu để hỏi câu ấy: Thầy có phải là đấng phải đến không? Và nếu chúng ta đọc cái bài tin mừng này trong lăng kính của tin mừng Thánh Matthew, thì chúng ta sẽ thấy Thánh Matthew ghi một cái chi tiết. Khi mà Gioan Tẩy giả sai người đến hỏi Chúa Giêsu câu này thì ông đang ở trong tù, ông đang bị tù. Cho nên á, chắc là ông ngồi tù lâu quá, ông không thấy Chúa Giêsu đưa ông ra. Mà lúc mà ông Gioan Tẩy giả ông ở ngoài, ông ấy chuẩn bị tất cả mọi thứ cho Chúa, hết lòng hết sức cho Chúa. Đến khi ông đi tù, Chúa Giêsu không nói gì đấy ông ấy. Đợi lâu quá, quý ông bà anh chị em suy nghĩ xem là ông Gioan Tẩy giả ông đi tù thế ông có muốn ra không? Không muốn không? Có nhé, có phải không? Bây giờ mình ai trong chúng ta này đi tù xem là có muốn ra không? Ra chứ. Mà chắc chắn là người nào mà đi tù mà không muốn ra thì là không bình thường rồi, phải không? Chắc chắn là ông Gioan Tẩy giả ông muốn ra. Mà Chúa Giêsu thì biết Gioan Tẩy giả đi tù mà Chúa không nói gì đến ông ấy. Sốt ruột quá đấy. Ông cho người đến hỏi Chúa Giêsu là: Thế thầy có phải là đấng phải đến không? Nói theo kiểu người miền Bắc thì Chúa Giêsu bảo ông Gioan Tẩy giả ông nói với người môn đệ là đến hỏi xem là: Thưa bác, thế bác có phải là người phải đến không, hay là chúng em còn đợi bác nào khác? Đấy. Sốt ruột. Gioan Tẩy giả ngồi tù sốt ruột. Sốt ruột vì khi Gioan Tẩy giả ở ngoài thì chuẩn bị cho Chúa đến hết lòng hết sức. Mà quý ông bà anh chị em có biết là Chúa Giêsu với ông Thánh Gioan Tẩy giả là có bà con không? Đấy, bà con già con gì đấy chứ. Hai cái người mẹ ấy là hai họ hàng, hai chị em đó. Đấy. Thứ nhất nhá, bà con các bạn. Đấy. Thứ hai là Gioan Tẩy giả chuẩn bị cho Chúa. Xong bây giờ ông ấy bị bắt thì ông cũng bị bắt là vì Chúa chứ có vì ai nữa. Mà khi mà ông Gioan Tẩy giả vào tù, Chúa Giêsu làm thinh không có nói gì nữa. Đấy. Trời không đẹp thế nào nữa. Ông sốt ruột quá, ông phải nói với người môn đệ là đến hỏi xem là có phải là đấng ấy, Đức Kitô, Đức Giêsu có phải là đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi người khác. Khuyên bà anh chị em xem nhé. Gioan Tẩy giả bị rơi vào trong một cơn khủng hoảng niềm tin, nghi ngờ Chúa Giêsu, không biết đấy là đồ thật hay là hàng fake. Có chừng sợ hồ hàng giả đấy, có phải không? Cho nên là ông cho người đi hỏi. Và thưa cộng đoàn, chúng ta xem cái câu trả lời của Chúa Giêsu nhé. Nếu mà người ta hỏi là: Thế thầy có thật là đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi đấng nào khác, thì cứ sự thường nhé, thì Chúa Giêsu hoặc là đúng đây, đấng đấy là đây, có phải không? Đấy. Hay là không, đấng đấy không phải đây, sai rồi. Chúa Giêsu đâu trả lời thế. Chúa Giêsu trả lời với lại hai cái người đấy là: Hai ông về nói với thầy của hai ông là này, Đức Giêsu chữa nhiều người khỏi bệnh hoạn tật nguyền, khỏi bị quỷ ám. Chúa Giêsu nói dặn hai người là: Các anh cứ về thuật lại cho ông Gioan những điều mắt thấy tai nghe. Cái gì thế? Mù được thấy, què đi được, cùi được sạch, điếc được nghe, chết trỗi dậy, người nghèo được nghe tin mừng. Thưa cộng đoàn, cái câu này là câu mà Chúa Giêsu, không phải Chúa Giêsu tự ý nói đâu. Câu này nếu chúng ta đọc trong Cựu Ước, chúng ta đã thấy sách Isaiah chương 61 đã nói về cái điều này. Người què đi được, người câm nói được, người điếc nghe được, người mù thấy được, người chết sống lại, người nghèo được nghe tin mừng. Nhưng mà Chúa Giêsu trích dẫn cái chỗ này thiếu mất một câu, không biết là quên hay là cố tình. Quý ông bà anh chị em có biết là thiếu câu gì không? Thiếu cái câu là tù được giải thoát.
Mà ông Gioan Tệ Giả ông đang ngồi tù đấy. Mà Chúa Giêsu bảo với hai người này là các anh về nói với ông Gioan Tệ Giả y như lời Isaiah trong chương 61 nói, trừ trừ cái câu này là người tù được giải thoát, là đừng nói cái câu đấy thôi. Quý ông bà anh chị em suy nghĩ xem nhé, Gioan Tẩy Giả đang ngồi tù và bị nghi ngờ về Đức Giêsu. Xong bây giờ cho người đến hỏi, thì Chúa Giêsu lại bảo với hai cái người môn đệ của Gioan Tẩy Giả là về nói y như thầy đã nói, trừ có cái câu là người tù không được giải thoát thôi, trừ cái câu đấy lại. Thế quý ông bà anh chị em nghe thử xem là ông Gioan Tẩy Giả ông nghe cái câu đấy xong thì ông như nào? Không biết ông có còn niềm tin vào Đức Giêsu nữa hay không? Tại sao nó lại như thế? Chúng ta đặt một cái câu hỏi này này. Gioan Tẩy Giả, Chúa Giêsu có khả năng để giải phóng ông Gioan Tẩy Giả ra khỏi tù không? Mọi người suy nghĩ xem Chúa Giêsu có làm được. Có làm được. Được chứ. Chúa Giêsu muốn cái gì thì Ngài chả làm được. Ngài là Thiên Chúa mà. Nhưng mà tại sao Chúa Giêsu lại không muốn giải phóng ông Gioan Tẩy Giả ra khỏi tù? Để cho Gioan Tẩy Giả ở trong một tình trạng khủng hoảng niềm tin như thế đấy. Mà khi mà ông ở ngoài, ông hết lòng hết sức với Chúa, mà ông đi tù, Chúa cứ làm thinh để yên như vậy. Rồi người ta bị khủng hoảng niềm tin, người ta đến hỏi, thì người ta còn muốn mất đức tin vì cái câu trả lời của Chúa Giêsu nữa. Nếu mỗi người chúng ta ở đây mà đặt trong trường hợp mà mình là ông Gioan Tẩy Giả, thì ta có nghĩ là ta còn chơi với Chúa được nữa không? Có chơi được không? Nghỉ chơi. Chơi không đẹp gì cả. Thưa cộng đoàn, tại sao nó lại như thế? Tại sao nó lại như thế? Đấy, vấn đề. Tại sao Chúa Giêsu có thể cứu Gioan Tẩy Giả ra khỏi tù chứ? Phải biết ơn ông ấy chứ. Bà con với mình nữa. Đúng không? Khối gì người quan chức cũng phải đưa bà con các thứ vào làm việc này việc kia đấy thấy. Thì Thánh Gioan Tẩy Giả với Chúa Giêsu là bà con với nhau, thì phải cứu nhau ra chứ. Mà Chúa Giêsu có quyền phép mà. Làm thinh. Không nói gì. Cái gì vậy thưa cộng đoàn? Cái gì thế? Tại sao vậy? Tại sao Chúa Giêsu không chơi đẹp với Gioan Tẩy Giả là người đã chuẩn bị sứ mạng cho mình trước đó? Tại sao Chúa Giêsu không biết thương anh em? Cái gì thế? Nếu chúng ta không trả lời được cái câu ấy thì chúng ta cũng rơi vào tình trạng bế tắc đức tin y như Gioan Tẩy Giả đang ngồi trong tù. À, cái gì vậy? Lời Chúa muốn nói với chúng ta cái gì? Thưa cộng đoàn, lời Chúa muốn nói với chúng ta cái này. Từ xưa đến nay chúng ta cứ tưởng là ông Gioan Tẩy Giả ông ấy chuẩn bị cho Chúa chỉ bằng lời giảng của ông ấy thôi. Không, không đủ. Nếu mà ông Gioan Tẩy Giả ông chỉ chuẩn bị cho Chúa đến bằng lời giảng của Chúa thì cũng dỡ cỡ như nhà thờ chánh tòa cắm mấy cái cây điện mới lại làm cây thông Noel với kia là cùng. Hay là giống các thầy trôi chiều đá cầu đây này. Đấy, nó đá qua chứ. Dễ. Đấy, ông thầy cũng bảo nó đá được, ông bảo dễ. Gioan Tẩy Giả mà chuẩn bị cho Chúa đến mà chỉ có bằng lời giảng của mình thế thì cũng dễ. Nó khó gì lắm. Đơn giản. Mắc mấy cái cây thông thế là xong. Không. Gioan Tẩy Giả phải ngồi tù. Và Gioan Tẩy Giả phải chết một cách tức tưởi mà không biết làm sao mà mình chết. Cuối cùng thưa cộng đoàn, chúng ta đọc cái trình thuật mà Gioan Tẩy Giả bị chặt đầu đó. Thì ông Herode ông sinh nhật, rồi cái người con gái của cái bà Herodia đó nhảy múa trước mặt ông, rồi ông thấy hấp dẫn quá, làm vui lòng thượng khách. Ông hứa với cái cô đấy là xin nửa nước cũng được. Thế cái cô đấy về hỏi cái người mẹ là xin cái gì, thì cái bà mẹ bà ấy muốn cưới cái ông Herode đấy làm chồng, mà ông Thánh Gioan Tẩy Giả ông cản. Ông cái bà mẹ bảo với cái cô ấy là xin cái đầu ông Gioan Tẩy Giả để lên cái đĩa này. Và Gioan Tẩy Giả chết không có ra tòa, không biết sao mà chết. Đấy. Cái người lính chỉ vào bảo ông Gioan Tẩy Giả là bác để cái đầu ở đây em mượn, em nhờ cái, em nhờ để đầu ở đây, chặt cái đứt luôn. Không biết làm sao mà mình chết đấy. Khủng hoảng niềm tin vào Chúa Giêsu, không biết là ra chưa. Rồi chết, không biết làm sao mà tạm sao mà chết. Tại sao Chúa lại để như vậy? Bởi vì cái khủng hoảng niềm tin của Gioan Tẩy Giả là một dấu báo trước
Chúa Giêsu cũng sẽ khủng hoảng niềm tin y như thế khi Ngài hấp hối trên thập giá. Chúa Giêsu nói: lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con? Cái khủng hoảng niềm tin của ông Gioan Thầy Giả phải có, bởi vì đó là dấu chuẩn bị, dấu báo trước cho cái khủng hoảng niềm tin của Đức Giêsu sau này trong cuộc khổ nạn. Cho nên Gioan Thầy Giả không thể không khủng hoảng niềm tin được. Gioan Thầy Giả phải tù, bởi vì nó là dấu báo trước Đức Giêsu cũng phải gặp biết bao nhiêu khó khăn sau này trong cuộc khổ nạn. Và Gioan Thầy Giả phải chết một cách ngoạn nghiệt ngã như thế, như là một dấu báo trước cái chết của Đức Giêsu sau này trên thập giá một cách bất công khủng khiếp. À, và như thế thưa cộng đoàn, chúng ta mới hiểu là Gioan Thầy Giả chuẩn bị cho Chúa không phải chỉ bằng lời nói, không phải chỉ bằng lời nói, bằng mỗi biến cố xảy ra cho cuộc đời của ông. Ông phải bị khủng hoảng niềm tin của ông để ông báo hiệu trước cái khủng hoảng Đức Giêsu cũng sẽ có y như thế trong tương quan với Thiên Chúa. Ông phải tù tội như thế, như là một dấu báo trước để Chúa Giêsu sau này cũng bị đánh đập, tra khảo, giam cầm y như thế. Ông phải chết một cách bất công như thế, như là một dấu báo trước cái chết đầy bất công của Chúa Giêsu sau này trong cuộc khổ nạn. Và thưa cộng đoàn, Gioan Thầy Giả không phải chỉ dùng lời để dọn đường cho Chúa. Gioan Thầy Giả là một đời dọn đường. Gioan Thầy Giả là một đời dọn đường. Nhất cử nhất động trong cuộc đời của Gioan Thầy Giả, đặc biệt là những đau khổ trong cuộc đời của ông, đều là những dấu báo trước cho những điều xảy ra y như thế sau này cho Đức Giêsu, đối với Đức Giêsu. Và thưa cộng đoàn, đấy là một sứ điệp rất là lớn mà lời Chúa hôm nay muốn nói với chúng ta. Đặt cái sứ điệp lời Chúa đó trong cái bối cảnh hiện tại mà chúng ta đang sống, chúng ta hiểu cái gì? Cái sứ điệp ấy soi sáng cho chúng ta cái gì? Cái điều mà nó như là sát sườn với chúng ta là cái chuyện Covid. Đấy, mọi người đi lễ phải dùng khẩu trang. Hôm qua lễ, đi lễ cũng rất là ít người, nhưng mà mọi người cũng phải khẩu trang, rồi thì phải xét nghiệm nhanh ở đây, rồi thì phải khử khuẩn là các thứ. Cái gì thế? Chúng ta đang đụng chạm vào một cái biến cố nó rất là thời sự như thế. Thì sứ điệp lời Chúa này mới nói với chúng ta cái gì? À, nó nói cái này. Nhiều khi chúng ta lo lắng bị nhiễm Covid, có phải không? Đấy, có nhiều đức cha và một số các bậc vị vọng trong giáo hội hôm qua cũng nói là xin lỗi vì ở trong cái vùng dịch không có đi được. Hoặc là có vị viện phụ của dòng Sito thì nói là vừa mới đi thăm một linh mục của dòng của mình mà cái linh mục lại bị F0, thế là ngài là F1, không đi lễ được. Và thưa cộng đoàn, nó không chỉ dừng lại ở mức là nhiễm Covid mà nó còn đi đến chỗ nghiêm trọng là chết. Không phải chỉ là chích 2 mũi là không chết đâu nhá. Trong thời gian này người ta nói 2 mũi chích cũng chết, chứ không phải là chích 2 mũi, 3 mũi chích cũng chết. Chúng ta ở trong một tình trạng rất là mong manh và chúng ta sợ hãi. Nhưng mà thưa cộng đoàn, nhìn trong ánh sáng lời Chúa hôm nay chúng ta hiểu điều gì? Vấn đề không phải là nhiễm Covid hay là không nhiễm Covid, vấn đề không phải là chết hay là không chết, mà vấn đề là lời Chúa giúp chúng ta hiểu được những đâu là ý nghĩa của những đau khổ trong cuộc sống của chúng ta. Đau khổ chứ, không nhiễm Covid có đau khổ? Những người mà không bị Covid ở trong cuộc sống của mình có đau khổ? Sơ có gặp đau khổ bao giờ? Đấy, đi tu mà cũng gặp đau khổ đấy chứ có phải không? Nó hỏi cái trả lời liền, đâu cần phải suy nghĩ đâu. Đau khổ chứ. Các cha ở trên này cũng thế thôi. Chúng ta cùng giống nhau là không có ai thoát khỏi đau khổ. Và chúng ta lo lắng sợ hãi, chết, đau khổ, đau quá là chết, phải không? Không, rồi cũng sẽ chết thôi. Cả người ngồi đấy mà cả người nói này cũng sẽ chết thôi, chứ không phải đứng đây mà nói mãi đâu. Chúng ta rồi cũng sẽ chết, không nhiễm Covid cũng chết mà. Nhưng lời Chúa hôm nay nói với chúng ta điều này, à, chúng ta cũng phải chuẩn bị để đừng phải đeo khẩu trang để cho nó khỏi nhiễm Covid. Nhưng nếu có nhiễm Covid và nếu có phải chết thì chúng ta cũng hiểu được ý nghĩa của nó. Những đau khổ Chúa muốn đặt để trong cuộc đời của chúng ta để làm gì?
để giúp cho người khác hiểu về thập giá Đức Giê-xu. Một Đức Giê-xu chịu chết trên thập giá. Cho nên chúng ta không có bất hạnh khi mà chịu đau khổ. Không, không có bất hạnh khi chịu đau khổ. Chúng ta vẫn cảm thấy bình an và niềm vui khi chúng ta chịu đau khổ. Bởi chúng ta hiểu được ý nghĩa của nó, là chúng ta được thông phần vào cuộc khổ nạn và đau khổ của Chúa Giê-xu trên thập giá đó. Y như con người của Gioan Tẩy Giả vậy. Thưa cộng đoàn, ngày hôm qua là ngày lễ phong chức giám mục của Đức Cha Phó của Giáo phận Bắc Ninh. Mọi người có biết là ngày hôm qua là ngày lễ gì không? Chị có biết hôm qua lễ kính thánh gì không? Hôm qua chị có đi lễ không? Không đi. Ngày hôm qua có đi lễ phong chức thì cũng chả biết lễ thánh gì. Hôm qua là ngày lễ kính thánh Gioan Thánh Giá. À, thế có người gửi email hay là gửi lời chúc mừng và nói là: ồ Đức Cha ơi, hôm qua Đức Cha chịu chức giám mục vào ngày lễ Gioan Thánh Giá. Gioan thì được, nhưng mà cái chữ đằng sau đó không cẩn thận thì coi chừng Thánh Giá. Cuộc đời giám mục của Đức Cha, cái người ấy nói không có thiếu Thánh Giá đâu. Đúng rồi, hôm qua thấy Đức Giám mục cho cái Thánh Giá đeo trên ngực này này, này là đeo thêm cái Thánh Giá. Nhưng mà cái Thánh Giá bằng sắt, bằng gỗ thế thì không có phải là vấn đề. À, những khó khăn trong cuộc sống, những đau khổ trong cuộc sống, thưa cộng đoàn, thế nào cũng có, cách này cách khác thôi. Nhưng mà chúng ta không sợ hãi khi chúng ta đối diện với nó, vì lời Chúa hôm nay cho chúng ta soi sáng cho chúng ta một ý nghĩa này. Chúng ta được thông phần vào cái chết của Đức Giê-xu, chúng ta được thông phần vào đau khổ của Đức Giê-xu chứ. Nếu chúng ta có chết vì Covid mà chúng ta hiểu được cái điều đấy, chúng ta bình an, không có sợ hãi gì cả. Thưa cộng đoàn, chắc chắn đó là ơn mà chúng ta phải xin Chúa cho chúng ta, cho mỗi người chúng ta hôm nay. Xin cho được một cái ơn bình an khi chúng ta đối diện với những đau khổ và thử thách trong cuộc sống của mình. Sao mà bình an được? Bởi vì nếu chúng ta không hiểu được ý nghĩa của nó, là chúng ta được thông phần vào cái chết và sự đau khổ Đức Giê-xu, chúng ta không bình an. Còn nếu chúng ta hiểu được như thế, chúng ta bình an. Không có sợ chết thôi. Mình cũng ngăn ngừa hết sức, nhưng mà Covid nó đến thì mình phải chịu chứ biết làm nào nhỉ. Nếu 2 tuần không khỏi, 3 tuần không khỏi thì phải đi viện. Đi viện mà không chữa được thì đi nhà xác. Đấy. Sau đó là đi đài hóa thân. Không có vấn đề gì. Nhưng mà tất cả những điều ấy, nếu nó giúp cho chúng ta được thông phần vào những đau khổ và cái chết của Đức Giê-xu, điều ấy làm cho chúng ta bình an. Dâng thánh lễ hôm nay, thưa cộng đoàn, chúng ta tạ ơn Chúa vì những ơn lành Chúa đang đổ trên giáo phận một cách rất là cụ thể. Chúng ta tạ ơn Chúa về điều đó. Và chúng ta xin Chúa cho mỗi người chúng ta, dù là đức giám mục, là linh mục, là tu sĩ nam nữ hay là giáo dân, chúng ta cũng được mời gọi để xin Chúa ban cho chúng ta được một cái ơn hiểu được ý nghĩa, hiểu được giá trị của những đau khổ trong đời sống của mình, để chúng ta không buồn lòng, chúng ta không mất đức tin, chúng ta vẫn bình an, chúng ta vẫn thanh thản đối diện với những đau khổ ấy dù phải chết. Chắc chắn đấy là một ơn rất là lớn mà mỗi người chúng ta cần xin Chúa ban cho. Dâng thánh lễ tạ ơn chiều hôm nay, chúng ta với ánh sáng của lời Chúa, xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta được cái ơn đấy, ơn hiểu được ý nghĩa và giá trị của những đau khổ trong đời sống của người Kitô hữu. Đó là thông phần vào những đau khổ và cái chết của Đức Giê-xu. Chắc chắn cái xác tín ấy sẽ giúp cho chúng ta mạnh mẽ, thanh thản, bình an mỗi khi chúng ta đối diện với những đau khổ và thử thách trong cuộc sống hàng ngày của mình. Amen. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi kênh Tin Yêu Chúa. Xin mời quý vị và các bạn đăng ký kênh, like, chia sẻ và bình luận góp ý. Chúng con xin ghi nhận tất cả những góp ý của quý vị để kênh ngày càng hoàn thiện hơn. Xin Chúa chúc lành cho tất cả các quý vị và các bạn. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở các video tiếp theo.